Kính thưa bà con, cái thời gian nửa tháng vừa rồi không thể lên được một cái video nào để giới thiệu với bà con, tại vì thời gian vừa rồi A Đấu rất là bận, tại vì toàn làm những hàng thừa thôi, và tất cả những dòng bát quái này cũng vậy. Thưa bà con, đây là cái dòng bát quái thừa muốn giới thiệu đến với bà con. Đây là dòng cao 80, dài 1 mét, và kích thước mắt lưới đây nó rất là đặc biệt, đó là mắt lưới 1/8 cho bà con bắt được tất cả những loại tôm này, bắt được những con cua, con cá, con lươn. Và nếu như dòng tép gạo thì dòng này không thể bắt được, tại vì mắt lưới là 1/8. Tại vì dòng lớn như này phải mắt lưới 1/8 đổ lên thì nó mới đảm bảo không bị sợ bị bám dòng rêu hay là sợ bị bám rác là chủ yếu. Thì đây là hàng thủ công cho bà con. Như bà con đang xem thì thấy thì đây là hàng thủ công tuyệt đối cho bà con rồi. Từ những cái đường may, đường bâu ở dọc sườn này là toàn hàng làm được bâu tay rất là cẩn thận. Cái khoảng cách của nó là từ những cái mũi kim này nó là khoảng tầm 0.5 mm trên một đường may như này, để đảm bảo cho bà con cái độ chắc chắn từng cái khung một. Và một cái nữa, một điểm nữa, đó là cái dòng này vào hom cho bà con rất là đều, rất là cân, và được cái nữa là rất là sâu. Đây là cái dòng hom cuối cùng, cái hom cuối cùng cho bà con. Đây, còn đuôi túi đằng sau cũng rất là dài. Những cái dòng này thì bà con đánh ở đâu? Đánh được tất cả như là sông, hồ, ao, suối. Còn đánh ở biển thì dòng này không thể đánh được bà con ạ. Phải khẳng định là đánh biển thì thiết kế theo cái kiểu khác, chứ không phải thiết kế như kiểu này. Đánh biển thì nó sẽ thiết kế nhỏ hơn, chứ đánh to như này thì đánh ở ao, hồ, sông, suối thôi là hợp lý cho bà con. Nếu như dòng này bà con mà cần đặt hàng thì cứ liên hệ với A Đấu đi, tại vì đây là những dòng thừa mà A Đấu không làm sẵn những dòng này, khẳng định với bà con là không thể làm sẵn được. Bà con đặt thì A Đấu mới dám làm. Để quan điểm rõ ràng luôn. Phần đuôi thì vẫn là màu xanh, cũng là 1/8, 1/8. Đấy. Mắt lưới này, mắt lưới thân thì cũng là 1/8 sợi 4 cho bà con, màu trắng, thân đó, toàn thân là màu trắng. Còn đuôi là hai bên là màu xanh. Kính thưa bà con, A Đấu sẽ khẳng định với bà con là tất cả những dòng bát quái cỡ đại như thế này thì A Đấu luôn luôn làm cam kết cho bà con là hàng chất lượng và hàng thủ công cho bà con. Rất mong bà con có cái nhu cầu mà đặt những sản phẩm như thế này thì hãy liên hệ ngay với A Đấu. A Đấu sẽ tư vấn thiết kế cũng như là đảm bảo cho bà con cái dòng sản phẩm ra cung cấp ra cho bà con là đảm bảo chất lượng. Xin cảm ơn bà con.